trận đấu này thì đội chủ nhà Olympic Việt Nam sẽ bảo vệ thành ở bên phía tay trái màn hình của các bạn. Và các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ là những người lấy bóng trước trong hiệp đấu đầu tiên. Đứng trước bóng đang là bộ đội tiền đạo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đó là Công Phượng hoàn toàn. Như vậy là trận giao hữu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển UAE Uzbekistan. Đội tuyển UAE Uzbekistan là một đối thủ thực sự là đáng ngại cho đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận đấu ngày nay. Hoàn toàn. Pha đẩy bóng ra cánh cho Hùng Dũng. Vẫn là Hùng Dũng. Đó là pha xử lý của Võ Huy Toàn. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của Olympic Việt Nam. Và phối hợp giữa hai cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Vẫn là Olympic Việt Nam. Thanh Hiền hoàn toàn dứt điểm, hoàn toàn Hữu Dũng không sợ, cầu thủ đội bạn quá to và khỏe nên đã không gặp nhiều khó khăn để lấy bóng. Xong lời chia tay sớm với đội tuyển khi không kịp bình phục chấn thương để có thể sang Malaysia dự. Võ Huy Toàn và phối hợp với Văn Toàn. Lúc này thì đội tuyển Olympic Việt Nam không có một chúng pha xử lý bóng kỹ thuật của Văn Toàn vượt qua một cầu thủ đối phương trận đấu ngày nay. Văn Toàn rất nhanh nhẹn, Văn Toàn đã gãy trong cấm của UAE Uzbekistan. Đường vào rất nguy hiểm, rất may là Phí Minh Long. Ở vòng loại giải U23 châu Á 2016 sắp tới. Olympic Uzbekistan cũng được coi là một trong những đội bóng và áp sát của Võ Huy Toàn khiến cầu thủ đội bạn không thể tiếp tục xử lý bóng để đưa bóng vào. Pha bóng dài của các cầu thủ Uzbekistan không vượt qua được hai cầu thủ áo đỏ. Đỗ Hùng Dũng, vẫn là Hùng Dũng, đường truyền ra cánh phải cho Văn Toàn, chậm nhịp mất rồi. Hùng Dũng, Hùng Dũng cũng là cầu thủ của Hà Nội TNT. Công Phượng, Công Phượng đã khống chế bóng hơi dài. Như sao thì những người vừa rồi cũng mang về cho tuyển Olympic Việt Nam một quả phạt góc. Huấn luyện viên Toshimura sẽ phải loại tới 7 cầu thủ, nhưng với danh sách chấn thương dài như vậy, có lẽ lúc này ông cũng không có nhiều sự lựa chọn để mà loại. Có độ khó tăng dần và có vẻ như số bàn thắng cũng giảm. Một cầu thủ của Uzbekistan đang bị đau. Đường chuyền dài thiếu chính xác của cầu thủ đội bạn.